Anh phải trốn ra ngoài đấy. Em anh con bé Rượu mới có chi nghịch lắm. Ừ, ở đây mình tâm sự cho nó tình cảm. Biết rồi. Đúng như bạn Gia Cát Linh dự đoán, anh Hải cho bọn mình ra đây nói chuyện với người yêu. Đúng rồi chị ạ. Thế bây giờ hai chị em mình triển khai kế hoạch mà bạn Gia Cát Linh bảo à chị? Đúng rồi, kiểu gì anh đấy cũng giận, bọn mình lại được ăn cua hoàng đế nhỉ. Thế đi, chị em mình đi đi. Đi. Anh biết rồi, anh yêu em. Chị ơi, chị chia tay anh Hải đi. Anh Hải vừa hôi chân, vừa hôi lách lại còn mồm thối đó, chị bỏ anh ấy đi. Đúng rồi chị ạ, anh nhiều tật xấu lắm. Chị bỏ anh ấy luôn đi, đừng yêu nữa. Cái gì? Cái gì? Alo? Cái gì? Chia tay á? Ui, đói bụng quá, đói quá rồi. Chị Diệu ơi, chị Diệu, chị Diệu ơi, có chuyện gì thế? Chị Diệu ơi, em đói quá. Rõ ràng là hai chị em mình ăn cơm từ lúc 12 giờ, và bây giờ 1 giờ mà em vẫn lại đói. Công nhận vừa ăn cơm sao lại đói nhỉ. Thế bây giờ em thích ăn gì? Ôi, chị bao em à? Thế thì em thích ăn cua hoàng đế. Ui giời ơi, con bé này, chị giỏi ảo tưởng luôn, chị làm gì có tiền. Thế chị không có tiền thì chị hỏi em làm gì? Ui giời, con bé này, chị hỏi em thích ăn gì để chị bảo anh Hải lúc kia mua cho, chị làm gì có tiền. Thế chị ăn cua hoàng đế nhá, để chị gọi cho. Anh Hải ơi, anh Hải ơi. Anh Hải ơi. Mua chuyện gì hả mấy đứa? Anh Hải ơi, bọn em đói quá, anh mua cho bọn em một con cua hoàng đế để ăn đi. Anh là anh trai tốt của bọn em mà. Cái gì cơ? Cua hoàng đế á? Cua hoàng đế đắt tiền lắm, sao lại tự nhiên mua ăn được? Nhưng mà em thèm á, anh mua cho bọn em ăn đi. Mấy đứa này hình như cố tình trêu mình thế nào nhỉ? Thôi được rồi, anh sẽ mua cua hoàng đế cho hai đứa ăn, thậm chí là mua cho mỗi đứa một con, đồng ý không? Có. Với một điều kiện, đấy chính là đứa nào làm cho anh giận được thì anh sẽ mua cho đứa đấy ăn. Thế em có cách rồi. Yeah. Có đau không anh? Em vặn tay anh thì anh giận em đúng không? Em có đau không? Không, anh chả thấy giận gì cả. Đau quá. Thôi thế nhá. Bắt đầu từ hôm nay, đứa nào làm anh giận được thì anh sẽ mua cua hoàng đế cho đứa đấy ăn. Này, chị vặn tay anh Hải lúc kia đau như thế mà anh không giận nhỉ? Đúng rồi chị ạ. Đau như thế á, gặp em là em khóc rồi. Mà sao anh ấy lại chả giận, chả khóc gì nhỉ? Thế chị có cách nào không chị? Chị có cách rồi. Bây giờ bọn mình sẽ sang nhà bạn Gia Cát Linh, con gái của Gia Cát Lượng. Bạn ấy sẽ bày mưu tính kế cho bọn mình. Thế bây giờ hai chị em mình đi luôn đi. Đi. Lê Bá Linh ơi, bạn đang làm gì ấy? Savadika. Chị Diệu ơi, chị Gia Cát Linh, bạn của chị là người Hàn Quốc à? Không phải đâu, bạn của chị ngày xưa du học ở bên Campuchia. Ôi giời ơi, em đi du học bên Thái Lan mà. Sao hôm nay tự nhiên sang nhà tớ có chuyện gì ấy? Bạn Gia Cát Linh ơi, bọn tớ thích ăn cua hoàng đế nhưng mà anh tớ không cho ăn. Bọn tớ dùng mọi cách rồi nhưng mà anh tớ không giận. Bạn có cách nào không? Ui giời, đơn giản. Alo, anh đây. Anh yêu em nhiều lắm. Cái gì cơ? Mấy đứa em của anh á? Nó không có ở đây. Anh phải trốn ra ngoài đấy. Em anh con bé Rượu mới có chi nghịch lắm. Ở đây mình tâm sự cho nó tình cảm. Biết rồi. Đúng như bạn Gia Cát Linh dự đoán, anh Hải cho bọn mình ra đây nói chuyện với người yêu. Đúng rồi chị ạ. Thế bây giờ hai chị em mình triển khai kế hoạch mà bạn Gia Cát Linh bảo à chị? Đúng rồi, kiểu gì anh đấy cũng giận, bọn mình lại được ăn cua hoàng đế nhỉ. Thế đi, chị em mình đi đi. Đi. Anh biết rồi, anh yêu em. Chị ơi, chị chia tay anh Hải đi. Anh Hải vừa hôi chân, vừa hôi lách lại còn mồm thối nữa. Chị bỏ anh ấy đi. Đúng rồi chị ạ, anh nhiều tật xấu lắm. Chị bỏ anh ấy luôn đi, đừng yêu nữa. Cái gì? Cái gì? Alo? Cái gì? Chia tay á? Alo? Alo? Hai cái đứa này, anh đang nói chuyện, sao lại đi vào phá anh thì hả? Thì kệ, anh bảo là làm sao để anh giận thì anh cho ăn cua hoàng đế mà. Thế bọn em làm như thế anh có giận bọn em không? Đúng rồi, anh có giận không? Không sao, bình thường, không có người yêu cũng không sao hết, chả giận gì cả. Bạn Linh ơi, mình tớ dùng theo cách của bạn mà vẫn không ăn thua. Nhưng mà cách đấy là cách hay nhất rồi mà vẫn không ăn thua là nào ấy nhở? Thế bạn có cách nào nữa không? Đúng rồi. Thôi được rồi, tớ sẽ dùng cách ra tuyền nhà tớ. Ui, ra tuyền á? Thế ra tuyền là cách gì hả bạn? Hai bạn tập trung vào đây. Chị Dẻo ơi, sao anh ngồi cạnh đống phân như thế này? Thối quá là thối ạ. Thì bọn mình làm sao cách của bạn Linh mà. Bọn mình bắt được tiếng Hành nhá. Oh no. Ui, hai cái đứa kia ngồi kia làm gì nhỉ? Nhảy đi, nhảy đi. Này, hai đứa đang làm cái gì ấy? Bọn em vừa úp với con chim phượng hoàng quý lắm anh ạ. Đúng rồi anh ạ. Cái gì cơ? Chim phượng hoàng á? Ui, anh nghe nói là chim phượng hoàng chỉ có trong truyền thuyết thôi mà. Không phải đâu anh ạ, ngoài đời có thật, nó đang kêu lên mà. Ui, thế à? Thế sao hai đứa vẫn đang giữ thế này? Con này nó khỏe lắm, bọn em không bắt được đâu, anh bắt hùm bọn em nhá. Vâng. Ui, thế à? Thế để anh bắt cho. Anh thanh niên sức khỏe nhiều. Thế bây giờ nhá, anh đếm từ 1 đến 3. Hai đứa mở ra để anh bắt cho nhá. Anh nhớ vô luôn anh nhá. Một. Nào. Đi nhá. Anh ơi, anh sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. 1, 2, 3. 3. Oh no. Ê, cứt trâu à. Hai đứa này sao dám lừa anh hả? Anh Hải ơi, bọn em lừa anh chạm vào cứt trâu, anh có giận không? Hai đứa này không những đã làm anh giận mà làm anh cáu rồi.